Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới của STV. Cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành với chúng tôi trong Chào Ngày Mới sáng nay. Thưa quý vị, từ chỗ cơ bản chỉ làm cỏ cho cây, thì nay cây mận đã được nông dân Sơn La chăm sóc một cách bài bản, khoa học để cho có thu nhập cao. Điều này đã cho thấy sự chuyển mình trong tư duy làm nông nghiệp của nông dân Sơn La. Câu chuyện Ngày Mới sáng nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cách làm mới của người nông dân trồng mận trong việc nâng cao giá trị cho sản phẩm. Cùng với đó sẽ là những nội dung thông tin đáng chú ý khác. Tôi là Thanh Trường của Chào Ngày Mới. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế vừa có công văn số 603 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát đối tượng và tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, đề nghị các tỉnh, thành phố gửi văn bản về viện. Công văn nêu rõ, ngày 8 tháng 2 năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ban hành quyết định về việc phân bổ vaccine COVID-19 đợt 186. Theo đó, phân bổ 832.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9 và ngày 11 tháng 7 năm 2023 cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Thông qua hoạt động ủy thác cho vay vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ của tỉnh Sơn La tiếp cận với nguồn vay vốn tín dụng ưu đãi, tăng cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La thông qua tổ chức hội phụ nữ trong tỉnh đạt hơn 1.454 tỷ đồng, cho trên 31.600 hộ hội viên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Để tiếp tục làm điểm tựa vững chắc giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực thực hiện các chương trình hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp các cơ quan chức năng ban ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, tạo việc làm, vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Các cấp hội phụ nữ sẽ phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La làm tốt hơn nữa việc ủy thác cho vay vốn tín dụng, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo của địa phương. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Thuận Châu hỗ trợ nhà ở cho 26% số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 13 xã. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành 16 nhà tại xã Tông Lạnh, trong đó có 13 nhà làm mới, 3 nhà sửa chữa. Tại các xã còn lại, huyện đã tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở, đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025, huyện Thuận Châu đã huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, lồng ghép nguồn lực thực hiện đề án các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách giảm nghèo nói chung, các công trình đều đảm bảo ba cứng và thời gian sử dụng từ 20 năm trở lên. Trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, huyện Thuận Châu có trên 1.100 hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, trong đó 896 hộ làm nhà mới, 232 hộ sửa chữa với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở, huyện Thuận Châu tiếp tục đôn đốc các xã tuyên truyền, vận động các hộ trong diện thụ hưởng đăng ký để xây mới, sửa chữa nhà ở, giám sát các xã đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng nhà ở đối với các hộ đang thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cho các hộ nghèo, cận nghèo sớm có nhà ở để ổn định cuộc sống. Mai Sơn hiện có 3.670 ha xoài, trong đó 548 ha được cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu, 314 ha được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Thời điểm này, nhiều vùng trồng xoài trên địa bàn huyện, các hộ đang tập trung cao chăm sóc cây xoài thời kỳ quả non, vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định năng suất cây trồng. Xác định đây là loại cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, việc thâm canh mở rộng diện tích xoài trên địa bàn huyện Mai Sơn được chú trọng phát triển. Bà con đã chú ý đến việc chăm bón xoài theo đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu, tham gia liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Mai Sơn phấn đấu sản lượng xoài đạt trên 35.000 tấn, trong đó khoảng 1.490 tấn đủ điều kiện xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăm sóc xoài đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, an toàn hữu cơ và các tiêu chuẩn tương đương. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng cho nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Sông Mã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn chủ động khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí thành phần có số điểm thấp, điểm số không ổn định,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong quý 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Sông Mã đã giải quyết trên 8.300 hồ sơ, tỷ lệ trả hồ sơ trước và đúng hẹn đạt 100%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, cấp xã triển khai nghiêm túc việc phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện với tỷ lệ 100% phiếu đánh giá đạt tốt và rất tốt. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai cung cấp 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. Đã có 292 trên 302 hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện được xử lý trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ gần 97%. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai cung cấp 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Đã có 7.570 trên 8.155 hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được xử lý trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ gần 93%. Cùng với đó, việc thực hiện thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng số 10 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian gần đây, du lịch huyện Quỳnh Nhai đang ngày càng phát triển. Với điều kiện thiên nhiên ban tặng, huyện Quỳnh Nhai đã tận dụng lợi thế để tập trung phát triển du lịch. Nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn của huyện thu hút đông đảo du khách, doanh thu từ du lịch ngày càng phát triển. Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách du lịch, đặc biệt là tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Huyện đã chỉ đạo thực hiện quản lý tốt các hoạt động kinh doanh du lịch, xây dựng các điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách. 3 tháng đầu năm, huyện Quỳnh Nhai đón trên 93.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm, trong đó có hơn 2.500 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch đạt hơn 37 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức. Tiếp tục với Chào Ngày Mới sáng nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 5, các sản phẩm mận lại được người dân các xã Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, huyện Yên Châu tiến hành thu hoạch. Tuy nhiên, do thu hoạch vào cùng một thời điểm với sản lượng lớn, việc tìm đầu ra cho các sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc bảo quản sản phẩm không được lâu nên việc bị tư thương ép giá cũng đã xảy ra. Để giải quyết bài toán trên mô hình cải tạo mận chín sớm, trái vụ, bước đầu đã giải quyết vấn đề về tiêu thụ và nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng mận. Trước đây với 3 hectare trồng mận này có năng suất khoảng 30 tấn nhưng với giá bán 7.000 đồng 1 kg khi vào chính vụ. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh ở bản Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài thu lãi chẳng được là bao. Năm 2019, gia đình ông Mạnh quyết tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc và sản xuất mận chín sớm. Đến nay, trên diện tích 3 hectare này, năm 2023, gia đình ông đã thu được 8 tấn quả với giá bán từ 60 đến 90.000 đồng 1 kg. Gia đình ông thu về trên 500 triệu đồng. Theo ông chia sẻ, sản phẩm có những lúc không đủ để phục vụ thương lái và người tiêu dùng. Gia đình làm mận chín sớm thì cách đây khoảng 3 năm rồi. 3 năm này thấy nó hiệu quả. Nói chung là đạt so với mận mùa. Mận mùa làm thì nó không được giá. Thì mận sớm này làm thì đầu vụ cũng được 90.000 một cân. Rồi đến 100, rồi 120. Hiện nay, xã Phiêng Khoài đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc trồng và chăm sóc cây mận, đặc biệt là các loại mận trái vụ, mận chín sớm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm lợi thế của địa phương. Trong mấy năm gần đây thì thấy giá cả thị trường thì cũng tương đối ổn định, cho nên về thu nhập của bà con thì cũng được nâng lên. Thì bà con cũng chuyển sang là kinh nghiệm làm nhiều năm thì cũng làm từ mận sớm, xong là mận trái vụ để thu trong năm được thu nhập nó giải ra được thì nó mới được giá. Còn để tránh tình trạng là để mùa nó ứ động nhiều sản phẩm. Là một trong 4 xã chuyên canh về cây mận hậu, xã Lóng Phiêng hiện có trên 400 hectare cây mận, sản lượng mỗi năm đạt trên 4.000 tấn. Hiện nay toàn xã đã có gần 30 hectare được người dân tiến hành chuyển đổi sang trồng mận chín sớm và trái vụ, đã cho thấy hiệu quả nhất định trong thời gian qua. Qua công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương thì chú trọng đến cái đầu tư và áp dụng các tiến bộ khoa học vào và sản xuất cây mận. Qua quá trình sản xuất cây mận thì có cái đầu tư vào áp dụng tiến bộ khoa học vào cái đầu tư chăm sóc cây mận chín sớm. Qua
năm 2023. Thì cái kết quả đem lại đến hiện tại bây giờ thì toàn thể bà con nhân dân xã Đông Phiêng đã đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học để đầu tư vào cây mận tín sớm, thì nâng cao hiệu quả về cái giá trị thu nhập cho nhân dân về cái mận chín sớm. Có thể thấy việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mận chín sớm, mận trái vụ đã góp phần giải quyết bài toán về đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị, ổn định đời sống cho nhân dân. Vâng, câu chuyện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mận hậu của nông dân huyện Yên Châu đã và đang ngày được nhân rộng, tạo nên phong trào rộng khắp, góp phần xây dựng thương hiệu mận Yên Châu. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị đến với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, Sam Sip là tên của một dãy núi đá hùng vĩ thuộc địa phận xã Ngọc Chiến và xã Nậm Păm, huyện Mường La. Với độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, có các thảm thực vật rừng phong phú, nhiều hang động huyền bí, vách đá dựng đứng, treo leo, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nơi đây đang được nhiều tín đồ thích khám phá thiên nhiên lựa chọn để tìm hiểu. Góc Cuộc Sống sáng nay, hãy cùng với phóng viên Chào Ngày Mới khám phá vẻ đẹp nơi đây. Vượt qua gần 20 km đường dốc ngoằn ngoèo thì tôi đã đến được với đỉnh Sam Sip, nơi cửa ngõ của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Và điều đầu tiên mà tôi cảm nhận ở đây đó chính là không khí rất trong lành và mát mẻ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng tôi khám phá ở vùng đất miền quê cổ tích này nhé. Sau khi được hòa mình với thiên nhiên trên đỉnh Sam Sip, tôi đi sâu vào bản làng, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Một điều rất đặc biệt mà ai cũng thấy được ngay khi tới các bản, đó chính là những cổng bản được xếp hoàn toàn bằng những viên đá quẩy. Hai bên đường là những bức tường rào đá, được trồng hoa hay nhà thờ đá, đã như những bức họa sống động, đang kể về câu chuyện của những người con nơi đây. Họ yêu lao động, cần cù chịu khó và đoàn kết để xây dựng nơi đây trở thành miền quê cổ tích, thân thiện và mến khách. Trước khi xây dựng nhà thờ này, mỗi người dân góp sức lấy đá và mỗi nhân khẩu là góp 2 yến đá để xây dựng nhà thờ Túc Nốt Xí Tu này. Từ khi nhà thờ được xây dựng, cứ vào mỗi dịp lễ Tết, bà con đều đến đây để dâng hương và tổ chức các vui chơi. Không chỉ những bức tường đá mà những ngôi nhà sàn được lợp bằng gỗ pơ mu hàng trăm năm tuổi cũng mang lại cho du khách những cảm nhận hoàn toàn mới mẻ. Nhà sàn mái lợp gỗ pơ mu là nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Nhà tôi lợp bằng gỗ pơ mu. Gỗ pơ mu thì nó có đặc điểm và như mùa lông thì nó ấm áp và còn mùa hè thì nó mát dịu. Nếu như có dịp đến với Ngọc Chiến vào tháng 3 hoặc tháng 9, du khách còn được hòa mình trong không khí của ngày hội Hoa Sơn Tra và lễ mừng cơm mới. Tại đây, hội tụ những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Mông, Thái, La Ha. Từ các trò chơi dân gian đến những điệu múa, khèn môi ngọt ngào, sao xuyến, chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn khó quên trong lòng du khách. Miền quê cổ tích xã Ngọc Chiến, huyện Mường La vẫn luôn đẹp và hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Hứa hẹn đây sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với mọi du khách khi đến khám phá vùng Tây Bắc. Với những nét đẹp nên thơ, nguyên sơ và đậm đà bản sắc, cùng sự giản dị, chân thành mến khách, Ngọc Chiến luôn đem đến cảm giác thanh bình, quên đi những bộn bề, âu lo, sự tấp nập, ồn ào nơi phố thị. Chắc chắn nếu có dịp ghé thăm, không ít người sẽ phải lòng miền quê cổ tích nơi dẻo cao này và sẽ còn muốn trở lại nhiều lần hơn nữa. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.